Xin chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đi tập cắt một con thỏ màu hồng rất là xinh như thế này các bạn nhé. Để thực hiện được bài tập ngày hôm nay thì chúng mình sẽ phải chuẩn bị cho mình băng keo hai mặt cũng như là kéo để chúng ta cắt nha. Các bạn hãy cầm kéo một cách đúng cách, đó là cầm bằng ba đầu ngón tay. Ngón cái chúng mình cho vào đây, hai ngón bên này chúng mình cho vào đây nhé. Rồi bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau thực hiện cắt rời con thỏ ra khỏi tờ giấy đã nè. Tiếp theo thì các bạn sẽ phải làm gì nhỉ? Cắt theo viền của chú thỏ mình nhé. Lưng này, chị gái mặc áo quần áo đồng phục đi, đi xuống nhà. Là mình đã cắt xong con thỏ rồi đấy các bạn nha. Bây giờ mình sẽ phải tìm chỗ để dán con thỏ này nhá. Mình sẽ dán con thỏ ở đâu? Ở đây hả? Đây là vào bên này. Ở bên này nhá. Lấy một chút phần băng keo của bọc dính hai mặt này. Mình cắt này. Mình sẽ đằng sau nhá. Chúng mình sẽ phải bóc phần băng ở phía sau ra để chúng mình lộ ra phần keo và chúng mình sẽ dán vào đây nhé. Đó, vậy là mình đã vừa dán thêm được một chú thỏ nó rồi đúng không nào? Các bạn cùng đếm xem là có tất cả là bao nhiêu con vật mà chúng mình đã cắt dán được trong tuần vừa qua nhé. Các bạn cùng đếm với mình nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tất cả là 10 con rồi đúng không nào? Thời lượng của kênh hôm nay đến đây cũng hết mất rồi nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video cắt giá lần sau. Đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ kênh cho mình các bạn nha. Chúc các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ. Tạm biệt.